Công thức số 51. Diễn tả ý cho phép ai làm gì? Chủ ngữ cộng với be allowed to cộng verb 1 được biến đổi thành chủ ngữ cộng với can cộng với động từ cục 1, hoặc là chủ ngữ cộng với may cộng với động từ cục 1 được biến đổi thành chủ ngữ cộng với can cộng với động từ cục 1, hoặc là I don't mind cộng với chủ ngữ cộng với verb in được biến đổi thành chủ ngữ cộng với can cộng với động từ cục 1. Chủ ngữ cộng với be allowed to verb 1 mình dịch là ai đó được cho phép làm gì đó. Chủ ngữ cộng với may verb 1 dịch là ai đó có thể làm gì đó. I don't mind cộng với chủ ngữ cộng verb in dịch là tôi không phiền khi ai đó làm gì đó. Ví dụ, you are allowed to do whatever you want. Bạn được cho phép làm bất cứ thứ gì bạn muốn. Mình sẽ áp dụng công thức như trên. Đáp án sẽ là you can do whatever you want. Bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn. Công thức số 52. Mình sẽ dùng cấu trúc would you mind cộng verb in. Đầu tiên, can hoặc là could hoặc là would hoặc là will cộng với you cộng verb 1 sẽ biến đổi thành would you mind cộng verb in. Công thức số 2, do you think cộng với you cộng với could cộng với verb 1 được biến đổi thành would you mind cộng verb in. Hoặc công thức I wonder if you cộng với could cộng với verb 1 được biến đổi thành would you mind cộng verb in. Can, could, would, will, you cộng verb 1 mình dịch là bạn có thể làm gì không? Do you think you could verb 1 mình dịch là bạn nghĩ rằng bạn có thể làm gì không? I wonder if you could verb 1 tôi đang tự hỏi liệu bạn có thể làm gì không? Tất cả ba câu này mình đều biến đổi thành would you mind cộng verb in mình dịch là bạn có phiền khi làm gì không? Ví dụ, can you come back? Bạn có thể quay về không? Mình áp dụng công thức would you mind cộng verb in. Đáp án sẽ là would you mind coming back? Bạn có phiền khi quay về không? Công thức số 53 diễn tả các mẫu câu đề nghị. Tất cả những mẫu câu này có thể được dùng thay thế cho nhau. Let's verb 1, chúng ta hãy làm gì đó đi. Có thể được thay thế bằng tất cả những công thức ở phía bên dưới và ngược lại. Let's cộng verb 1 được biến đổi thành we should cộng verb 1. Hoặc là it might be a good idea cộng với to verb 1. Hoặc là how about cộng verb in hoặc là what about cộng verb in. Hoặc là why don't we cộng verb 1. Hoặc là couldn't we cộng verb 1. Công thức tiếp theo, you could verb 1, bạn có thể làm gì đó. Được biến đổi thành you might like cộng với to verb 1. Hoặc là couldn't you cộng với just cộng với verb 1. Hoặc là why don't you cộng với verb 1. Ví dụ, let's go to the zoo. Chúng ta có thể biến đổi thành một trong bất kỳ những câu nào ở trên này. Ví dụ như ở đây, chúng ta sẽ biến đổi thành why don't we go to the zoo? Tại sao chúng ta không đi sở thú đi? Why don't we go to the zoo? Câu thứ hai, you could go to the zoo. Bạn có thể đến sở thú. Chúng ta có thể áp dụng bất kỳ công thức nào ở đây để chúng ta xài. Ở đây chúng ta dùng you might like to go to the zoo. Bạn có thể sẽ thích khi đến sở thú đó. Chúng ta đã áp dụng công thức ở đây you might like cộng với to verb 1. Công thức số 54 biến đổi về would like. Chúng ta có một số công thức sau đây. Những công thức này, hai công thức trên này là biến đổi dành cho riêng mình. Mình ước mình sẽ làm gì đó. Còn từ ở đây xuống đây
là dùng để biến đổi. Mình cho rằng, mình cam đoan rằng ai đó ước. Rồi, chúng ta bắt đầu. I wish cộng với I cộng với động từ ở cột 2 được biến đổi thành là I would like cộng với thu verb 1. Mình dịch là tôi ước tôi có thể làm gì đó, biến thành là tôi muốn làm gì đó. Hoặc là I wish cộng với I cộng với could cộng với verb 1 biến đổi thành I would like cộng với thu verb 1. Mình dịch là tôi ước tôi có thể làm gì đó, biến thành là tôi muốn làm gì đó. Tiếp theo, I bet cộng với chủ ngữ cộng với wishes cộng với chủ ngữ cộng với động từ cột 2 hoặc là could verb 1. Mình dịch là tôi cá rằng, tôi cam đoan rằng, tôi cho rằng người nào đó ước rằng họ làm gì đó, họ có thể làm gì đó. Được biến đổi thành I bet cộng với chủ ngữ cộng với would like cộng với thu verb 1. Mình dịch là tôi cam đoan rằng, tôi chắc rằng, tôi cá rằng ai đó muốn làm gì đó. Tiếp theo, I suppose cộng với chủ ngữ cộng với wishes cộng với chủ ngữ cộng với động từ cột 2 hoặc là could cột 1. Mình dịch là tôi cho rằng ai đó ước, ai đó làm gì đó hoặc là có thể làm gì đó. Sẽ được biến đổi thành là I suppose, tôi cho là ai đó chủ ngữ cộng với would like cộng với thu verb 1. Dịch là tôi cho là ai đó muốn làm gì đó. Would like dịch là muốn. Ví dụ, I wish I live in the country. Tôi ước tôi có thể sống ở miền quê. Thì bây giờ mình nhìn thấy rằng đây chính là tương ứng với cấu trúc này. I wish I lived in the country. Mình sử dụng cấu trúc là I would like cộng với thu verb 1. Đáp án sẽ là I would like to live in the country. Tôi muốn sống ở miền quê. Và tiếp theo, I bet she wishes she could start all over again. Tôi cam đoan rằng cô ấy ước gì cô ấy có thể bắt đầu tất cả lại một lần nữa. Tương ứng với công thức này, I bet cộng với chủ ngữ cộng với would like cộng với thu verb 1. Đáp án sẽ là I bet she would like to start all over again. Tôi cam đoan rằng cô ấy muốn bắt đầu tất cả mọi thứ lại một lần nữa. Công thức số 55. Chủ ngữ cộng với would cộng với like cộng với thu verb 1. Mình có thêm từ quite, dịch là khá, để tăng cái sắc thái cường độ nghĩa của câu. She would like cộng thu verb 1 mình dịch là ai đó muốn làm gì đó. Biến đổi thành chủ ngữ cộng với wouldn't mind cộng verb in, ai đó không phiền khi làm gì đó. Ví dụ, I'd quite like to go into politics. Tôi khá thích tham gia vào chính trị. Mình sẽ áp dụng công thức. Câu biến đổi sẽ là I wouldn't mind going into politics.